cây sung này, cái cây sung này tốt già dương lực tự nhiên rất tự nhiên. Về mình sẽ cắt một cái tay kia, cái tay này cắt đi. Không trồng dưa hoặc trồng vườn thôi, để cho chi biến động thôi. Lại bị mất à? Tí rồi mất đi. Quả chết ngon lành. Đấy, anh về cái này cho bà cái ăn, nếu mà thả nước luôn, cứ để vào cái này thả nước, đổ vào nước trong anh càng thả nước càng nhiều quả. Có thứ là mua được mấy chục chưa đưa vào thì nó cho vào thì mà cốt cán là khá tự nhiên chứ không là công nghiệp, tự nhiên rồi tiếp cái cây súng lại chậm chân được không, tiếp cái súng này. Bác này bác mua một cái cả cái sung với cái dưới to mà có 1,5 triệu, mua của hàng của mấy ông với chợ bán xong thì rẻ lắm, chứ trong kia thì cây này nó khoảng phải mấy quát mấy triệu mà, phải mấy triệu thôi bạn. Đấy, sáng sớm lại làm 2 cây rồi. Già sung già, cái nào nó lùn không có bị cắt giật nhiều mà tự nhiên là các ông đấy chắc chỉ hơn 50 tí. Ông năm nay bao nhiêu tuổi hả? Năm nay bao nhiêu tuổi? 50. Ôi hời, thế vẫn còn trẻ quá. Hơn 10 tuổi trong anh kéo một người tuổi mà anh rồi anh nhiều tuổi rồi còn 60 nhìn trẻ rồi, trẻ quá, 62 rồi, 62 rồi, nghỉ hưu 25 rồi, năm nay 52 rồi. À, sung này chơi hay đấy. Cây ra quả có năm. Không, thích cái là nó cái thân của nó tự nhiên. Còn tay ở trên không nói, thân nó tự nhiên. Nó mà chơi là cái cắt bỏ cái tay này. Xong để đổ xà nữa. Trước siêu dưới nguyên có chú trước nghỉ hưu nó đến nó biếu cho cây. Nó to nhưng mà sung biết chăm thế nào, nó chết mất khí quá. À, cái này khỏe đấy. Sung nó dễ mà. Đuổi đây khỏe lắm. Thế nhưng mà sợ là cho chế độ dinh dưỡng hay là cho phân gà gì. Nên đừng bỏ cái gì. Anh vâng, bắt đầu dòng anh không bỏ một cái gì. Để chơi dễ nhất là bây giờ đất đang rất nhiều phân thì bây giờ phải bỏ đi ạ. Không, đất phân thì không sao. Phân mà đấy bỏ đạm đấy. Ui ôi, cái đạm thì bỏ đi. À, thế à? Mới trồng đừng có cho đạn. Đang bón đang chết. Nó chết sót mà, chết sót. Thế là lại coi phân gà là kali rồi các kiểu. Ôi giời ơi, chết sót. Không, nó không phải là thừa mà nó chết sót. Nó bị sót đấy. Nó bị sót. Thế thì cái đâu là. Có cần phải cho kích thích ra dễ là gì? Không cần. Chúng cần kích thích đâu, chúng ta về trồng thì đất không có đất này. Và trồng không khoảng. Thậm chí cứ thế này thả vào cái chậu nước là sống. Tôi mua trước khi tôi trồng cái cây súng nó to đến nó bằng một người ôm như này này, thế ở dưới Nguyên nó trở lên, thế xong rồi trước đấy. Khi trồng nhiều khi dưới cây rất dễ sống nhưng mà quá lại là một tèo mất lất lên không, xong lại cho là cả phân gà để chặt lên một xoài. Phân gà thì không ảnh hưởng mấy, nhưng mà cái phân hóa học ấy đạm lân là cho vào là tèo. À, thế à? Cái cây kể cả cái cây nó ổn định rồi mình phải bón cách xa dễ ra. À, hoặc là bón ít thôi. Hàng cây thì không phải bón, hàng cây là cây lá cây hoa hồng cây kia mình phải bón nhiều, còn cây là không phải bón đâu. À, mình đang thích cái cây này mà ra đi mất rồi. À, chỉ đang tiếc cái sung á, sung rẻ quá, bán rẻ quá.
bỏ ra một chiếc con chứ không cần phải kích thích ra để cứ để này đâu đến đây kích thích nhà là tôi phải chiết cành rồi được một cái cốt hay rồi. Quả phải đâm mở. Nó ra cả đây, nó ra cả đây này. Không phải bón gì à? Có thì quả cũng phân to chứ không? Không, anh cứ để tôi tầm đất công thôi. Chưa là tôi không cần phải bón gì đâu. Anh cây thể này anh không cần phải bón rồi. Cho nên nhiều người cũng bảo chết. Chưa. Chết là chết. Nào khi phải xuống, nào xuống thì phải tháo ra. Tháo xem cái mẫu. Xem dài ngắn mức độ nào. Cái chiều chiều nhá. Cậu trong lâu năm rồi một cái nhấp ra cái đó. Chiều chiều chiều. Nó như thế này nó chả chết. Có cái gì? Có mô đen rồi nhưng mà nó bảo là nó bảo là nó dài ngắn. Anh bên trong đất công thôi. Có được chiều chiều chiều. Rồi xin chúc mừng bác. Dù sao à tốt đẹp bên dưới thì không không nói chuyện này. Chúc mừng bác nha. Này chú có những cây nào này? Đây không mất thôi. Chú phải có những cây nào này? À. Đây cái từng vi 5 triệu này. Quay cái từng vi 5 triệu này. 5 triệu. Căng quá. Thích mà chưa có tiền. Thích mà chưa có tiền. Xem ai có tiền thì lấy. Quay. Tác phẩm xuất sắc của cái khu vực này. Bề đẹp. Già rồi. Đấy, tán con lành rồi. Con này đẹp. À. Đấy bệ quần quại. Quần quại. Đấy. Rất già. Già. Đây có cái tử đây. Tử. Đấy, tử đấy. Lên. Khá là lão. Có anh chủ điện thoại em 0919 ạ. Ừ. 391. À. 266. Mùa này đang ra lộc, đang đẹp. Rồi, đây rồi, đây rồi. Đây đây. Khải ơi. Kia là kia. Khải ơi. Khải. Khải ơi, anh Tín ơi, anh gọi Khải à? Khải ơi, có khách mà cứ chạy đi đâu? Không biết nghe tiếng. Mưa mưa. Thì bán hàng này chết. Ôi. Xuống cơ, đừng đứng trên xe. Xuống xe.
nấu nó mới gọi là kết. Chỗ này chúng ta là mấy cái có bốn cái con. Đẹp, đang có quả nhỉ? To, còn quả. Có chân vịt. Có chân vịt. To lắm. Này cho anh cái chậu nó khác ngay. Để ngay. Cho anh cái chậu nó khác ngay. Quả đẹp nha. Già. Nhẹ mới đặt lên rồi. Mua sung này được đúng không? Mua sung được. À khôi mua này được. Từng vi 5 triệu nhá. Nói chung là cũng đáng đồng tiền với gạo, nó khác với cái hàng thôi thì nhiều tí, không phải tăng tí mà khá là khác. Đấy, đủ đấy. Chưa ổn định rồi. Đáng gấp ok rồi. Bông tán, hoa lành rồi. Khá ok so với cái khu vực hàng chợ. Được thằng Phôi ở chợ, nó đứng ở đây là cũng hơi thiệt thòi đấy. Đây là cái xanh này. Tất nhiên là giá cả thì chắc có thể tương đương thôi. 5 triệu chắc họ không lấy cả 5 triệu đâu nhỉ. Quan trọng là mình thích cái quá thì với lại tầm tiền của mình như nào thì dễ lắm. Đây xanh khá là sạch sẽ. Cái này bây giờ đã tháo được chưa? Tháo ra hết thôi, tháo đi, đây là một cái răm thôi, cầm từ cái răm này thì cái này nó thành thân nó từ tháo cả bỏ. Cái này nó có chịu được lúc như xưa thì thoải mái, dùng cuối 100 cây cả rất khỏe, đuôi lại khỏe. Ngày xưa toàn mọc bờ ao mà gần nước mà. 100 cây cũng chết thì nào. Cái này nhé, bắt đầu để quanh năm. Một ông ở đây. Đấy, có phim không? Có phim không? Mấy cây nào đấy bác? Sung này hay này. À đây hai cây. Đấy cả hai cây. Sung này mà ông không lấy tội lấy. Đẹp. Sung này. Đấy.
Chú Khải ơi. Đây 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 chủ đây. Đẹp quá, cả chậu và cây đẹp quá. Lấy hai cây, cây nào chú? Lấy cây nào? Cây này với cây sung à? Cây sung thì được hết nhỉ? Hai cây có trưởng tư. Hai cây trưởng này. Cái cây hôm mua cây chắc vào đây chắc vừa đóng thùng ấy rồi anh trên tôi bi 5 triệu giờ vận chuyển này, hai người kia đối mặt. Bây giờ em làm lá là ngon lành rồi, có 3 hôm mưa mà lá nó lên kinh khủng, hiếm có đấy, chứ chắc như trong này thì đấy. Đấy, con cua. Đấy, ui ôi, nó nguyên một cái gốc bò. Bò, cái lúc nó mua em không biết nó bò này. Bổ. Cốt sung này hay phết. Cây xi xanh kia lấy bao nhiêu, tôi lấy mỗi gốc cây để trồng cho chim nó đậu. Giả giả lại trồng. À, thì lấy bao nhiêu mua tiện thì mua luôn. Bây giờ thằng cu đang cầm cái cây si kìa. Hả? À, cây si nó của chùa của đây đó. Cây xanh đấy. Cây xanh. Đây. Cây bao nhiêu tiền? Lấy một cây. Đấy là của đại ca này. Bao tiền? Nào. Đấy, cây vừa bê đấy. Cây này 2 triệu rưỡi. Lấy mỗi cây 2 triệu rưỡi. À thế ạ. Thằng ấy nó khác rồi. Bé quê lấy mấy cây để trồng. Đấy, thuần rồi. Tốt cho chim với cậu. Đấy. Nay có duyên ghê nhỉ, sáng sớm.